Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2017. Và mặc dù vậy thì ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam vẫn khẳng định rằng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của chúng ta có cơ hội thể hiện mình. Câu hỏi được đặt ra là vậy, điều này có ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng của chúng ta hay không? Thì một câu hỏi đã được ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam tính đến rất kỹ càng. Sau giải vô địch Đông Nam Á 2016, một số cựu binh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay, trong đó đáng chú ý có tiền đạo Minh Nguyệt. Để thay thế, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho gọi một số tuyển thủ của đội U19 nữ Việt Nam, đó là Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Vạn và Đỗ Thị Nguyên. Vấn đề đặt ra là ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ này thi đấu như thế nào trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam cần kết quả tốt trong tất cả các trận đấu ở vòng loại ASEAN Cup 2018. Đòi hỏi mà các em thi đấu ngay thì có lẽ là tôi cho e rằng là cũng chưa được, nhưng các em sẽ phải có kịp thời trong các cái thời gian thi đấu như vậy, thì hoặc là thời gian sinh hoạt như vậy, thì các em sẽ dần dần thích nghi và các em sẽ không có sự e ngại và dần dần các em sẽ lấy được kinh nghiệm. Hiện tại trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam có Trương Thị Kiều, Vũ Thị Thúy, Bích Thùy, Bùi Thị Như, những trụ cột có độ tuổi dưới 23. Đây là kết quả trẻ hóa từ một vài năm trước và huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn biết cách để giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành. Tôi có cái mục đích hay là làm cho vận động viên chúng tôi gây hưng phấn và gây cái lòng tự tin, tức là cái phối hợp để làm thế nào thực hiện cái chiến thuật của mình đề ra. Trẻ hóa và chuyển giao lực lượng để nâng dần trình độ và chất lượng đội tuyển. Đó là lộ trình mà bóng đá nữ Việt Nam đã đặt ra từ nhiều năm trước. Và không có gì bất ngờ nếu tới đây đội tuyển nữ quốc gia lại trình làng những gương mặt mới đầy tài năng.